Vừa rồi đến từ chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Thưa quý vị, thưa bà con, quay trở lại với câu hỏi của khán giả Phạm Văn Dân, số điện thoại 0382 3 số cuối 266 ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Khán giả có gọi điện về cho chương trình và đặt câu hỏi với nội dung như sau. Ao cá mới đào được 4 tháng có biểu hiện là cá chấm thì bỏ ăn và nhau lên mặt nước. Hiện nay khán giả đã rắc vôi xuống ao, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào. Xin được mời chuyên gia thủy sản tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Thực sự câu này tôi đã trả lời một lần rồi, hôm nay tôi lại trả lời lại để nhắc. Con cá trong vỏ là mùa đông này, cái thứ nhất mà nó nhao lên khỏi mặt nước tức là nó ngạt thở, giờ đấy là cái nó nhao lên mặt nước, nó bỏ ăn thì mùa đông thì nó ăn ít đi, còn nếu bỏ ăn thì nó lại bị bệnh, tức là nó không ăn được nữa. Cá rất là nguy, tức là kém ăn hoặc bỏ ăn hai, mà cái bệnh là gọi là bệnh viêm ruột thì thường là như thế, và bệnh sốt huyết do virus, hai cái mấy cái bệnh như thế. Thế còn nó nhau lên mặt nước có thể là bị bệnh nữa là bệnh nấm thủy mi, mang nó bị hỏng, nghĩa là cậu ở dưới cái dưới là ngạt thở là phải lao lên mặt nước mà để kéo dài cho là có thể nó chết. Thế bây giờ phải làm việc như thế nào? Tôi có thể tư vấn như này, với cái mùa đông này thì cá của anh ấy, tức là anh không thể nhau mặt nước và mới bón vôi. Tôi đã nói vôi chỉ làm sạch môi trường, là phòng bệnh cho cá, chứ không phải vôi để chữa bệnh. Tôi nhắc đi nhắc lại và lại nhắc lại lần nữa để nhắc, vôi có tính chất là gì? Cung cấp ion canxi cho ao, vôi là tạo thành hệ đệm, tức là pH không biến đổi lớn, vôi là làm trong nước lại thì sạch môi trường, sạch thì cá khỏe. Ta gọi là phòng bệnh chứ vôi không phải là thuốc chữa bệnh. Nên là nói anh bảo nó dùng vôi nhưng nó không khỏi, cũng phải nhé. Tôi nhắc lại mọi người chứ mình nghe cho nó thủng chứ không tôi cái này tôi nói cách đây là khoảng 30 năm rồi, từ năm 90 cơ mà. Nên là vôi không phải là thuốc chữa bệnh nhưng vôi là thuốc phòng bệnh thì được. Đấy, nên phải nhớ, nên không phải rắc vôi đúng quả. Thứ hai nữa là bây giờ phải dùng thuốc đã bị bệnh nấm cái vi bào tử rồi các cái bệnh vi khuẩn thì phải dùng thuốc diệt trùng. Ví dụ TCA, povidine, mỗi tuần rắc xuống một lần. Đấy đấy là để diệt tất cả các mầm bệnh nhé. Thứ hai là cái mùa này là mùa đông, cho ăn giảm đi đối với các chấm cỏ phải giảm đi từ 30 đến 40%, tức là mọi ngày nó ăn một 10 cân thức ăn thì bây giờ anh chỉ ăn độ 6 đến 7 ký thôi, tức là giảm đi. Và những hôm mà trời lạnh mà 10 độ 18 tới độ thì thôi dừng cho ăn, có khi đến phải chỉ cho ăn độ khoảng 30% thôi, thì các chấm cỏ thì nó không chết chết nhưng nó sẽ kém ăn. Đấy, người ta thứ hai nữa là cái bón, tức là phun cái thuốc chống nấm xuống, đặc trị nấm là Antibu khoảng 3-5 ml cho 1 m3 để diệt, và nhớ cứ mỗi tuần diệt cho tôi một lần để diệt cái nấm và mang về cho cá. Thứ hai, nếu cá ăn được và nó không ăn thì thôi, không ăn được thì mới cho cá ăn thuốc thảo dược là chắc nhất, nào là tỏi, nửa ký tỏi cho một tạ cá ăn trong một ngày, ăn 5 đến 7 ngày, và hoặc là thuốc KN0412 là 4 gram cho 1 ký cá. Thực sự tại sao tôi có nói thuốc này, bọn tôi đã nghiên cứu có đề tài cấp nhà nước từ năm 90 đến bây giờ 30 năm rồi, nên muốn dùng cái thuốc này, và cái thuốc này thuốc thảo dược rất là tốt. Vì tại sao tôi không dùng kháng sinh cho cá là nó sẽ chậm lớn. Thứ ba nữa là nếu có ăn thì ăn vitamin C để tăng cường đề kháng thôi, chứ không phải tôi không phải nhiều người đang bảo cái thuốc này của ông tê đúng, của tôi là chủ nhiệm, tôi nghiên cứu thuốc này, nhiều lúc tôi cũng phải nói rõ cho bà con, không phải là cái thuốc này chúng tôi tự nghĩ ra được, và cả một đề tài cấp nhà nước là từ năm 90 nữa. Chúc bà con xử lý thành công. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia thủy sản Bùi Quang Tề.